chào mọi người, lại là mình Chuột đây. Và hôm nay sẽ là vlog đi học một ngày trời mưa. Một ngày siêu siêu bất ổn, mọi người hãy xem hôm nay của mình có những gì nhé. Mỗi khi trời mưa là mình đi lên cái cầu thang ở sảnh Bao Hồ, mình phải đi rất chậm vì mình sợ ngã. Hôm nay tiết đầu ở trường mình là tiết chào cờ và tổng kết. Mọi người sẽ sơ kết hết kỳ 1 ở dưới sân trường như thế này. Còn đây là hình ảnh những cô giáo tiêu biểu của lớp 12. Mọi người có thấy cô mình ở đằng xa xa kia không? Sau đấy mình ra nhà ăn và mình gọi một cốc trà sữa kem trứng. Lần đầu tiên mình uống thử cái vị này siêu hot năm nay luôn mọi người ạ. Sau đấy thì bọn mình có tiết sơ kết tại lớp và đây là hình ảnh cô đang phát thưởng cho các bạn cán sự lớp tiêu biểu của năm nay. Và từng học sinh trong lớp cũng có thưởng, mọi người nhìn mặt mọi người hớn hở không? Nhận thưởng. Ui, mọi người thấy của mình không? Đọc đi, ui, oai đét. Xong sau đấy, bọn mình ngồi hoạt động tự do trong giờ, mình thì đọc sách, còn công Minh thì đang ngồi chơi game. Đúng, mọi người biết mình đang giơ tay vì cái gì? Mọi người phải bật max volume nhé. Tiết tiếp theo chúng mình học là tiết vật lý. Tuy là vật lý khá là khó hiểu và chúng mình đã cố gắng nghe giảng nhiều nhất có thể. Mà mọi người thấy đấy, cô ăn trần dậy rất là hay luôn. Còn bạn Hà My thì bạn ấy đang học tiếng Trung trong giờ. Trời ơi, mọi người nhìn cái nét chữ loằng ngoằng đấy không? Mày có đề chữ gì? Chữ tiếng Trung. Cũng như mọi lần thì tiết công nghệ mình luôn, bọn mình luôn được thực hành lắp đèn. Sáng rồi nhớ, đây quay rồi nhớ. Đây, để thế đồ xanh ạ. Thế thôi. Yeah, đã đến tới cuối rồi, tới cuối là tiết lịch sử. Thực sự là bọn mình rất rất thích học môn lịch sử luôn. Kiểu nhất là lịch sử Việt Nam ấy, nó siêu cuốn mà siêu nhiều những cái mà kiểu làm bọn mình phải wow lên ấy. Người thấy sự chú tâm của bọn mình khi học không? Và cô sử của bọn mình dạy rất hay luôn, siêu mê. Hôm đấy thì bọn mình được học về chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 khi mà dân ta đánh Pháp. Và thực sự là các cụ ngày xưa nhà ta nghĩ các cái đánh đỉnh lắm luôn ý. Kia trong bản đồ ấy. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, 6 tỉnh mẹ đi thế á. Cao Bắc Lạng, Cao Lạng ở đây, Bắc Cạn ở đây, Tuyên Quang. Nhưng mà nó bao gồm 6 tỉnh á. Xong sau đấy thì cô cho chúng mình xem video về trận chiến năm đấy. Thực sự là mình rất thích cái cách mà xem video ấy, kiểu thực sự cảm nhận được cái không khí nhân dân ta chiến đấu hồi xưa. Vậy là hết các tiết buổi sáng rồi, buổi chiều chúng mình còn có tiết nên là chúng mình quyết định là sẽ đi ăn. Trẻ sau hôm đấy bị thèm ý, thế là cả lũ kéo nhau ra Doki ăn. Trông thì ngon đấy nhưng mà thề là ăn một lần ngán cả năm luôn ý, thật sự. Mời cả nhà ăn nhé, trời lạnh như này mà đi ăn lẩu là chuẩn bài luôn đấy. Wow, nhìn cái hơi bốc lên kìa. Đây là sảnh AB, là nơi các bạn trẻ tập. Wow, mọi người chăm chỉ dữ dội luôn ý. Ngày nào cũng tập. Trong buổi chiều hôm đấy thì cũng có đá giải Arms Cup nữ lẫn nam nữa, nhưng mà bọn mình chỉ xem bên nữ thôi. Ui, các bạn nữ đá cháy lắm luôn, thực sự ý. Ui, mọi người nhìn đi. Wow. Xong tiết một buổi chiều thì bọn mình học quốc phòng. Hôm đấy là thầy Mạnh có dạy bọn mình về cách cầm súng và di chuyển cao để kiểu bắn địch ý. Ui, trông hay không, trông thú vị vãi.
Còn đây là thầy đang cho demo để kiểu tập bắn nhau trước, rồi để tuần sau chia đội, chia team để bắn nhau thử. Trông hà mượt vãi, kiểu sát thủ đấu môn thủ. Tất thể dục thì chúng mình có ra sân bóng rổ để chơi và có chia 5 năm chơi vui vui thôi. Thực sự là cũng năng động phết. Hồi lớp 10, lớp 11 mình chả bao giờ chơi luôn ý. Đến lớp 12 cái vừa chăm học mà vừa năng động hẳn. Mọi người hãy học tập chúng mình nhé. Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Xong lúc đang chơi thì bạn Minh Trang đã bị bạn Bảo Châu ném một phát vào mặt. Nhìn mặt hung thủ cười hớt hở như một cười vã. Vậy là đã kết thúc một ngày đi học bất ổn của chúng mình rồi. Nếu mọi người thích video này thì hãy like và subscribe để mình ra thêm thật nhiều video hay hơn nữa nhé. Tôi chuẩn bị nhìn cái view bể bơi. Trời ơi, thực sự rất bỏ hoang luôn ý. Lần đầu tiên mình vào luôn, mình học đây 3 năm rồi.